Đây là một trân trọng và đầu tiên và duy nhất là Việt Nam quy mô lớn nhất Đông Nam Á là một trong ba trân trọng lớn trên thế giới. Bức tranh là một điểm đến khoảnh khắc lịch sử của chiến sĩ điện biên phủ năm 1954. Lịch sử